Mai chú Trà Bông xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là cái mặt hoa của siêu mông Bình Lợi cả nhà, chính chủ tại vườn mai của chú Trà Bông nha. Đây, nó không là bốn ngón tay nữa mà nó bằng cái bàn tay em luôn rồi. Quá trời quá đất luôn, bằng cái bàn tay luôn thiệt á trời. Này cả nhà nhìn nè, thấy ghê thiệt chứ, bự gì mà bự giá mang thiệt chứ trời. Đó, đây, dòng này đúng là bự thiệt luôn á cả nhà. Bự dữ hơn siêu mông Sài Gòn luôn nha. Đó thì mỗi một cái nó đều có một nét đẹp riêng, cho nên là chúng ta thích loại nào thì chúng ta chọn thôi cả nhà. Chứ em thì không có so sánh mặt hoa gì hết. Em thấy hoa nào cũng đẹp, cây nào cũng đẹp. Quan trọng là cái ý thích của mỗi người. Cho nên là em có mặt hoa gì thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà xem mặt hoa đó. Thì đây chính là cái mặt hoa của Simon Bình Lợi. Thì em thấy nó đúng là nó to thiệt. Nó quá to luôn cả nhà. Bự lắm luôn, mặc dù cái cây nó nhỏ này nè mà nó lực nó đỏ dày nè cả nhà, nhìn thấy ghê không? Đó rồi, bên em thì có siêu mông Bình Lợi lấy bo. Cả nhà thì đã biết rồi, cái giống này nó mới và nó đang rất là hot trên thị trường. Cho nên là bên vùng mai nhà em cũng sẽ không có cây lớn, nó chỉ có tầm như vậy. Mà cả nhà nhìn nè, đặc biệt là cái dòng siêu mông Bình Lợi, cái sinh trưởng nó mạnh lắm. Nó lớn y như rau muống nha. Nè cả nhà nhìn nè. Nè hồi nãy em lôi ra nó gãy nè, mà nó dài như vậy nè cả nhà nhìn nè. Nó mới ghép thôi mà nó dài vậy đó cả nhà. Đó rồi, em bán giá 150 một cây. Hai cây thì bên em sẽ thêm cho mình một cây, giá là không đổi nha cả nhà. Đây nè, mọi người nhìn nè, em mới ghép mà vậy nè cả nhà, nhìn đã ghê không? Nhìn đúng đã luôn ha. Siêu bông Bình Lợi nha cả nhà ơi. Rồi ai thích cái dòng này thì alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha. Bên em thì có rất là nhiều giống và đang chuẩn bị tập hợp cho mùa Tết tới nè cả nhà, cho quý cô chú anh chị mình lấy bo. Và bên đây thì em sẽ có dòng cam đổi màu nha. Đó, một cái dòng này cũng đang rất là hot luôn. Bởi vì nó đẹp vừa từng cái lá cho tới là cái bông. Đó. Khi ra cái đọt là nó về nè cả nhà. Nè. Đọt đỏ rất là đẹp luôn nè. Đó cả nhà nhìn ha. Đọt đỏ rất là đẹp. Và khi nó ra màu thì nó sẽ đổi màu rất là ok luôn cả nhà. Sáng thì màu cam, chiều nó sẽ đổi sang màu khác. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, đây là dòng cam đổi màu. Cũng giá 150 một cây, hai cây bên em thêm một luôn. Rồi ai thích cái dòng nào thì hãy alo cho vườn mai của chú Trà Bông nha cả nhà. Bên em rất là nhiều loại luôn nha.